Ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn từ quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng với tin mới nhất trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế ngày hôm nay. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin được chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Trước khi đi vào nội dung bản tin, chúng tôi xin điểm qua những thông tin chính ngay sau đây. Dự báo thời tiết ngày mai, miền Bắc chuyển mát, Trung đến Nam Bộ còn mưa to, nhiệt độ tăng trở lại, Bắc Bộ và Trung Bộ đón nắng nóng từ 17 tháng 5. El Nino xuất hiện, mùa đông kết thúc sớm, phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ cao. Kính thưa quý vị và các bạn, dự báo thời tiết vào ngày mai, miền Bắc chuyển mát, Trung đến Nam Bộ còn mưa to. Dự báo thời tiết ngày mai nằm sâu trong khối không khí lạnh, miền Bắc mưa giảm nhanh, trời mát mẻ. Từ Trung Bộ trở vào phía Nam, trời tiếp tục mưa và nhiều nơi mưa to. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực này, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Do đã nằm sâu trong khối không khí lạnh nên hôm nay miền Bắc mưa giảm nhanh, thời tiết mát mẻ. Mức nhiệt ở phía Đông Bắc Bộ thấp nhất là 21-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, cao nhất ở mức 27 độ. Riêng phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng 29 độ. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, khu vực Tây Bắc Bộ vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Ngoài ra, cũng trong hôm nay, khu vực phía Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước vào ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa rào rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ. Nhiệt độ tăng trở lại Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng từ ngày 17 tháng 5. Kính thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 16 tháng 5, vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông, Bắc Bộ và Trung Bộ nền nhiệt độ tăng trở lại, khả năng xuất hiện nắng nóng từ ngày 17 tháng 5. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin dự báo thời tiết từ 11 tháng 5 đến mùng 10 tháng 6 cho các vùng miền trên cả nước. Theo đó, trong khoảng 1 tháng, tới ngày 11 tháng 5 đến mùng 10 tháng 6, xu thế nhiệt độ trung bình tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Tây Bắc cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Bản tin dự báo tháng của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi cảnh báo thời tiết nguy hiểm. Khoảng ngày 11 đến ngày 13 tháng 5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, những nơi sau mưa có xu hướng giảm dần. Từ ngày 16 tháng 5, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, Bắc Bộ và Trung Bộ nền nhiệt độ tăng trở lại, khả năng xuất hiện nắng nóng từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 5. Từ khoảng cuối tháng 5 năm 2023, nên nhiệt độ có xu hướng cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Số ngày nắng nóng cũng gia tăng tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ ở mức cao hơn so với năm 2022. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động tích cực dần, mưa gia tăng nhiều hơn trên khu vực,
nắng nóng giảm dần tại Nam Bộ, khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội. Do tác động của nắng nóng tập trung nhiều ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và hoạt động của dân sinh. El Nino xuất hiện, mùa đông kết thúc sớm và vỡ kỷ lục về nhiệt độ cao nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, El Nino sẽ khiến nhiệt độ trung bình các tháng cao hơn bình thường, mùa đông chênh lệch rõ rệt hơn mùa hè. Đặc biệt hiện tượng này tác động mạnh có thể gây ra nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao. Ngày 10 tháng 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin dự báo El Nino, những tác động không nhỏ đến thời tiết mùa hè và mùa đông năm nay của nước ta. Theo các chuyên gia khí tượng, El Nino là từ được dùng để chỉ hiện tượng nhiệt độ mực nước biển ở bề mặt khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, đặc trưng bởi khu vực Nino 3.4 cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 độ C trở lên, thường kéo dài 8 đến 12 tháng so với tần suất lặp lại khoảng 3-4 năm một lần. Chênh lệch nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực Nino 3.4 trung bình 3 tháng 2-3-4-2023 đang thấp hơn trung bình nhiều năm là 0,2 độ và tiếp tục tăng hơn so với mùa 3 tháng 1-2-3 năm 2023 là 0,2 độ C. Trong tuần tháng 5 năm 2023, nhiệt độ mặt nước biển khu vực Nino 3.4 đã tăng và hiện tại đang cao hơn mức trung bình nhiều năm là 0,4 độ. Dự báo hiện tượng El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2023 với xác suất khoảng 70-80% và có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Các chuyên gia khí tượng nhận định về tác động chung của hiện tượng El Nino đến thời tiết và khí hậu ở Việt Nam. Cụ thể, theo thống kê trung bình mỗi năm có 5-7 xoáy thuận nhiệt đới, bao gồm bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta. Trung bình mỗi tháng có 0,58 cơn. Trong những năm El Nino, trung bình mỗi tháng có 0,42 cơn, ít hơn trung bình nhiều năm khoảng 28%. Ngoài ra, trong điều kiện El Nino, xoáy thuận nhiệt đới thường tập trung vào giữa mùa bão, tháng 7, 8, 9. Đồng thời, những năm này, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta ít hơn bình thường. Số đợt phơn, tần số, phờ rông, lạnh, đặc trưng của các đợt không khí lạnh qua Hà Nội của các tháng trong năm chỉ bằng 70%. Thời gian kết thúc hoạt động của không khí lạnh ở Việt Nam sớm hơn bình thường. Cũng trong điều kiện El Nino, nhiệt độ trung bình các tháng đều cao hơn bình thường. Mùa đông chênh lệch rõ rệt hơn so với mùa hè. Các khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng nhiều hơn phía Bắc. Đặc biệt trong điều kiện có ảnh hưởng của hiện tượng này, nhất là các đợt El Nino mạnh, có thể gây ra nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ở nhiều nơi. Ngoài ra, El Nino thường gây ra thiếu hụt lượng mưa trong hầu hết các vùng của cả nước, phổ biến từ 25-50%, rõ rệt nhất là Bắc Trung Bộ. Đáng chú ý là một đợt El Nino đã cho những kỷ lục lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ và số tháng liên tục hụt mưa ở một số nơi, cho thấy El Nino làm tăng tính biến động của mưa ở Việt Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời tiết trên kênh 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới nhất.